Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Bắt nghi can sát hại 4 người ở Lào Cai. Sau gần 1 tháng vây rép cắm rừng sát biên giới, lực lượng chức năng đã bắt được Tần Láo Lở, nghi can giết 4 người ở Bát Sát, Lào Cai hôm 9 tháng 8. Sáng ngày 5 tháng 9, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tần Láo Lở, 24 tuổi, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, nghi can giết 4 người trong một gia đình ở cùng thôn. Lãnh đạo công an địa phương xác nhận là bị bắt đêm hôm trước. Một hai hôm tới chúng tôi sẽ họp báo để thông tin cụ thể, một cán bộ công an tỉnh cho biết. Theo Thượng tá Doãn Thanh Sơn, trưởng công an huyện Bát Sát, tối ngày 4 tháng 9, lực lượng vây bắt phát hiện là tại một cánh rừng gần nhà. Khi nghi can đang định quay lại nhà riêng ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong quá trình vây bắt là không kịp phản kháng, anh ta đã bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ, Thượng tá Sơn thông tin. Gần một tháng qua, 200 cảnh sát và bộ đội biên phòng Lào Cai liên tục tuần tra khép kín khu vực biên giới, lần theo dấu vết hung thủ. Xác định là có quan hệ phức tạp, bộ đội biên phòng Lào Cai đã tăng cường lực lượng, vận động quần chúng và đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy vào cuộc. Nhiều tổ công tác đội mưa băng rừng để truy lùng kẻ gây thảm án. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trục đường chính đều có lực lượng chức năng chốt chặn. Đêm ngày 4 tháng 9, lực lượng chức năng có thông tin về nơi là lẩn trốn nên tổ chức truy bắt. Trước đó, tối ngày 9 tháng 8, anh Tần Ông Nải, 22 tuổi ở thôn Phìn Ngan đã đi làm về nhà thì thấy 4 người thân mất tích. Lúc này, cửa bếp nhà anh Nải có khẩu súng kíp đã lắp đạn. Vợ cùng hai con gái và cháu họ anh này không có nhà, đồ đạc bị lộn xộn. Trong đêm, cảnh sát và người dân địa phương phát hiện cháu Tần Mai Phương, 2 tuổi, con gái lớn của anh Nải chết dưới suối bị đá đè lên. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, họ bắt gặp chị Tần Tà Mẩy có dấu hiệu bị giết. Thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Thi thể người cháu ruột Tần Thùy Chi và con gái thứ hai 20 ngày tuổi của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó dưới suối gần nhà. Từ hôm vụ thảm sát được phát hiện, Tần Láo Lở lẩn trốn khỏi địa phương. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trịnh Tường, nghi phạm đã có vợ con ở gần hiện trường vụ án. 3 năm trước là sang nhà cưỡng bức chị Mẩy bất thành. Sau vụ này, nghi phạm gây ra vụ thảm sát bị phạt 7 triệu đồng. Thảm sát 3 trẻ nhỏ, 1 phụ nữ ở Lào Cai. Sau khi thấy xác vợ chết dưới ao, anh Nải phát hiện hai con gái nhỏ và cháu họ chết bất thường dưới suối và mương gần nhà. Chiều ngày 10 tháng 8, trao đổi với phóng viên, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này đang điều tra vụ án 4 người chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại xã Trịnh Tường, Bát Sát. 4 nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại. Hiện trường xảy ra ở khu vực rừng núi sát biên giới Trung Quốc, cách trung tâm huyện Bát Sát khoảng 40 km, Đại tá Hùng nói. Tối ngày 9 tháng 8, anh Tần Ông Nải, 22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, đi làm về thì phát hiện chị Tần Tà Mẩy, 22 tuổi, vợ Nải, chết dưới ao cách nhà khoảng 100m. Con gái đầu của anh Nải là Tần Mai Phương, 2 tuổi, được phát hiện chết dưới lòng suối bị đá đè lên người. Gần đó là xác con gái thứ hai mới 20 ngày tuổi của anh Nải và cháu ruột tên Tần Thùy Chi, 6 tuổi, chết dưới mương nước. Công an tỉnh Lào Cai cho biết lực lượng chức năng tỉnh đã phối hợp với công an địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. Theo báo công an thành phố Hồ Chí Minh, nhà của nạn nhân bị lục lọi, đồ đạc vứt ngổn ngang. Như khai báo nhân thân của những người bị hại, gia đình họ mất hơn 10 triệu đồng. Thank you.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.